nay tôi sẽ hướng dẫn phương pháp kế trị chữa thoát vị đốt sống lưng và thoát vị đốt sống cổ. Đối với bệnh nhân mà bị nhiều nơi như thế này, chúng ta không nên cấy quá nhiều huyệt. Những cái huyệt quan trọng nhất chúng ta phải làm ở trên thắt lưng người này bị đốt sống L4 L5 thì chúng ta chỉ cần làm giáp tích đốt sống L4-5 là được, và hai huyệt thận du. Còn ở trên cổ chúng ta làm hai huyệt phong trì và hai giáp tích của vùng bị thoát vị. Ở dưới chân chúng ta làm hai huyệt kheo chân. Đây là kinh nghiệm thực tế chứ không phải là chúng ta chỉ mang lý thuyết. Khi mà chúng ta mà búa vây tức là làm quá nhiều huyệt thì bệnh nhân về đau đớn. Còn cái chỉ này bản chất của nó là dùng sợi và rotip, là sợi chỉ tự tiêu cấy vào huyệt thì bệnh nhân sẽ được kích thích trong vòng 15 đến 18 ngày. Theo cái chỉ này là chỉ tôi mua rồi, chỉ của Đức, chỉ bi bà đao của Đức, hít sâu này. Thì sẽ tự tiêu trong vòng ngày 15 đến ngày 16. Chúng ta không nên dùng hít sâu đâu chị, không nên dùng phương pháp bủa vây này, cấy nhiều quá gây những cơn đau vừa phải thôi. Hít sâu này, khi chúng ta bảo bệnh nhân hít sâu vào thì ta đẩy kim thì bệnh nhân không đau mấy. Vâng, sợi chỉ vào thì bệnh nhân tăng tức là đúng rồi. Chúng ta lưu ý bệnh nhân này bị thoát vị đốt sống cổ gây ra những cơn đau đầu rất nhiều. Chúng ta làm việc phong trì hướng vào mắt cùng bên. Tại sao tôi lại nói là hướng về mắt cùng bên? Bởi vì khi chúng ta châm cứu thì là hướng sang mắt đối diện, hoặc là hai phong trì xuyên với nhau đều là tốt. Nhưng khi chúng ta cấy chỉ thì các bạn nên nhớ là cạnh huyệt thấy huyệt phong trì có một cái động mạch và tĩnh mạch lớn chạy ngang qua. Thì khi chúng ta mà cấy mà không khéo mà vào động mạch là bệnh nhân sẽ bị hại, chứ không phải là có lợi một chút nào cả. Nên khi làm chúng ta cố gắng phải giữ một chút. Thì chúng ta sẽ xác định hai huyệt giáp tích mà cái đốt sống nào mà bị thoát vị nặng nhất, gây đau nhiều nhất. Chúng ta kiểm tra như sau. Chúng ta phải xác định vùng đau của bệnh nhân trước. Bệnh nhân này là nặng nhất ở đốt số 5 và số 6. Hít sâu nữa. Ở đây cũng có những cái tĩnh mạch rất là lớn, chúng ta phải giữ bông thật lâu. Bệnh nhân này tôi đã châm cứu được 1 đến 2 đợt, liệu trình của nó là 7 đến 8 ngày. Sau khi bệnh nhân đỡ đau đầu nhiều thì chúng ta mới áp dụng phương pháp cấy chỉ. Còn đang đau quá nhiều thì chúng ta cứ bình tĩnh, không nên cấy chỉ ngay. Dành theo ý kiến cá nhân của tôi thôi, chứ không để đụng chạm đến một số người mà chuyên về cấy chỉ, họ nói là như thế này như thế kia, đấy là theo ý kiến cá nhân. Trên bả vai chúng ta làm hai huyệt tiên tĩnh. Hai huyệt này có tác dụng là giải phóng cái sự chèn ép của cái cơ bả vai, là hít sâu được. Chỉ cố gắng lên nhé, một chút thôi, gần xong rồi.
Hít sâu chưa? Còn bên dưới bả vai chúng ta thì làm việc đại chữ này, phong môn này, phế du này, hoặc là quyết âm du. Nhưng mà nhân này chúng ta nên làm việc đại chữ. Đại chữ theo đông y là huyệt hồi của xương. Ngoài tác dụng điều trị các bệnh về xương khớp ra, thì có tác dụng là giải phóng sự chèn ép của vùng cơ bả vai này. Đại chữ chúng ta xác định như sau: dưới C7D1 là đại chùy, D1D2 nó chính là đại chữ, đo ra 1,5 thốn. Thế chỉ thì các bạn cố gắng luyện cho tay nó dứt khoát một chút. Khi vào huyệt thì bệnh nhân sẽ đỡ đau đớn hơn. Đặc biệt là cái tâm lý, thầy thuốc mà cứ run tay làm thì bệnh nhân người ta đã sợ. Hít sâu được. Rồi, xong rồi. Đi chân chúng ta làm hai huyệt huyền trung. Hai vì trung nó là huyền trung được hai tác dụng. Đặt tay chúng ta là làm hai huyệt cường cốc là xong rồi bệnh nhân. Làm hai huyệt liệt huyết thì tốt hơn. Nhưng mà đau nhiều. Đây là chúng ta được hai bệnh cường cốc.